Tớ đã sẵn sàng để bắt đầu rồi, được không Mia? Ôi, thật là một bất ngờ khó chịu. Tội nghiệp cậu Suzy. Ôi, tớ ghét cay. Tớ cảm thấy rất là khó chịu khi ăn nó. Thôi đừng cười nữa, tốt hơn hãy xem cậu có gì đi. Kinder Surprise. Ôi, thật là may mắn. Tớ rất thích sô-cô-la. Theo tớ không có gì ngon hơn trên thế giới này. Suzy, ngậm miệng lại và tránh ra đi. Nhưng tớ phải làm gì bây giờ? Tớ không muốn ăn ớt cay này đâu. Có lẽ sô-cô-la sẽ sửa chữa mọi thứ và nó sẽ trở nên ngon hơn rất nhiều. Tớ sẽ phải kiểm tra việc đó thôi. Chờ chút, tớ sẽ không cần phải vội. Tớ có ý kiến này hay hơn mà. Cậu đang làm gì vậy? Cậu không thể chỉ liếm sô-cô-la, cậu phải ăn hết tất cả mà. Tớ biết cậu sẽ không cho phép tớ. Thôi được rồi, nhìn này, tớ có thể ăn nó một cách dễ dàng và tớ thậm chí sẽ không đổ mồ hôi. Ôi không, giống như một ngọn lửa bên trong tớ này. Cứu. Có vẻ như ở đây cần phải một cái hàng thủ tốt. Tớ không thể kiềm nén được nữa, bốc hỏa. Ê, cậu có thể kìm nén được không? Trời ạ. Ôi, tớ không thể kìm nén được bản thân. Xin lỗi nhá, tớ cần phải uống cái gì đó. Ôi, như này đỡ hơn rồi đấy. Thật là nhẹ nhõm. Ôi, tất cả kết thúc rồi sao? Tớ rất là vui. Sao cậu cười vậy Suzy? Mặt cậu dính đầy kìa. Ôi, bây giờ như này tốt hơn. Ôi không, trời ơi. Trời ạ, chiếc sô-cô-la của tớ bị tan chảy rồi. Nó xảy ra tình cờ thôi, thành thật mà nói. Ai quan tâm, bây giờ không làm được cái gì. Ồ, nhưng mà món quà vẫn còn nguyên vẹn. Siêu quá. Nhìn này, ở đây có thêm một Kinder Surprise nữa. Thật là đáng yêu. Đây là may mắn thực sự. Chúng ta cần phải gỡ bỏ nó ngay bây giờ. Như này tốt hơn rất nhiều rồi đấy. Ôi, bây giờ có thể thử rồi. Ôi, bây giờ phải tắm nó trong đài phun sô-cô-la nữa. Chắc chắn nó sẽ rất là ngon hơn. Cho tớ ăn đi. Đừng có mơ. Cậu đã làm hỏng mọi quả trứng sô-cô-la. Nên là cậu sẽ không được thử cái này đâu. Tụ tham làm. Món mới thật là tuyệt. Chúng ta cùng nhau mở ra xem nhé. Nhìn này, đây là Poppit. Trông rất là tuyệt. Tớ muốn là người đầu tiên chạm vào nó. Lạ thật đấy, các nút không bấm được. Tớ không hiểu, nó bị hỏng sao? Tớ thậm chí còn không biết. Hãy thử xem kỹ hơn đi. Trời ơi. Ôi, tớ làm thủng nó rồi. Ôi, trông thật là lạ. Ôi, nhưng mà có mùi rất là thơm nhá. Tớ cần phải thử nó. Ôi, đây là kẹo dẻo mà. Ôi, tuyệt quá. Có lẽ của tớ cũng sẽ vậy. Ôi, không được. Nó rất là dai. Trời ạ, tớ sẽ làm hỏng răng mất. Đau quá đi mất. Trời ạ, suýt thì gãy răng. Ôi, lần sau đừng có tự đánh vào mặt mình nhá. Xin lỗi. Lần này, bây giờ tớ sẽ phải thử rồi. Ôi, sô-cô-la làm nó còn ngon hơn. Ngon quá đi mất. Trời ạ, tớ chưa bao giờ thử cái này. Ôi, tớ cũng muốn thử một chút. Cho tớ một miếng được không? Không. Tớ biết ngay mà. Bây giờ phải ngồi để bấm thôi. Ê, nhưng mà tớ có một cái ý tưởng này. Tớ sẽ thử đổ sô-cô-la vào đây nhá. Tớ chắc chắn rằng có thể làm một cái gì đó rất là tuyệt vời. Ê, cậu đi đâu vậy? Tớ cần phải cho cái này vào trong tủ lạnh một chút. Như thế này này. Và bây giờ đợi một chút nhá. Đấy, tớ nghĩ là xong rồi. Bây giờ có thể bỏ ra. Tuyệt quá. Vậy là nó đã cứng lại. Thế là xong. Cậu đi đâu đấy? Bây giờ cậu sẽ hiểu tất cả mọi thứ thôi. Tớ đã đổ sô-cô-la vào Poppit và đặt nó vào trong tủ lạnh. Nhìn này, trông thật là tuyệt phải không? Quá là tuyệt vời luôn. Tớ nghĩ có thể thêm cả sô-cô-la nữa cô. Đấy, bây giờ đến lúc phải thử rồi. Ôi, vị ngon quá. Trời ạ, sô-cô-la tan chảy trong miệng. Tớ nghi ngờ điều này có tuyệt vời, cho tớ thử với. Tớ biết ngay là tham lam mà. Không sao, tớ vẫn có thể đi theo cách của mình. Xin lỗi Suzy, nhưng mà Poppit bây giờ là của tớ. Ôi, cái nốt đẹp làm sao. Tớ muốn nấn nhiều hơn, nhiều hơn. Ôi, ngây nghiện quá. Tớ không thể bỏ nó xuống. Ê, lấy đồ người khác là xấu nhá. Ê, cậu không cần nó nữa mà. Đưa đây. Trả đây. Cậu đã làm gì vậy? Trời ơi, chúng ta sẽ rách nó rồi. Trời ơi, Suzy cậu đâu rồi? Mọi thứ ổn chứ, Poppit bị hỏng rồi. Trời ơi, không nên lấy nó. Tất cả là lỗi của cậu. Nhưng mà một nửa cũng tốt mà.
Ừ, cậu đúng đấy. Tuyệt quá, nó sử dụng được rồi. Ôi, không thể chờ đợi thêm được nữa. Vậy thì mở ra thôi. Cái gì nữa đây? Trời ạ, bắp ngô sao? Có lẽ cậu sẽ may mắn hơn. Ôi, kèm, cậu đã đúng. Tại sao cậu sống bất công như vậy? Tớ muốn thử ở một cái gì đó vị trí của cậu. Tớ có thể chia sẻ với cậu mà. Cảm ơn. Ê, cậu làm gì vậy? Nó không buồn cười một chút nào đâu. Theo tớ thì rất là buồn cười. Tớ chỉ muốn vui một chút thôi. Ôi, ngon quá đi mất. Ôi, kem rất là tuyệt vời với sô-cô-la luôn. Ôi, một cái kem rất là tuyệt vời. Ôi, tớ cũng muốn thử. Hình như tớ đã nói là tớ có thể ăn không cần cậu. Ôi, đúng rồi. Trời ạ, trông thật là tuyệt vời. Tớ nghĩ tớ có thể xử lý được cậu thôi. Ôi, nhưng mà cậu không nghĩ là hơi lạnh không? Ôi, không thể di chuyển được nữa. Ê, Mia, cậu bị sao vậy? Lạ thật đấy. À, bạn ấy đóng băng rồi. Thật là tuyệt vời. Bây giờ tớ có thể ăn một chiếc kem tốt như cậu. Bây giờ không ai có thể ngăn cản tớ được rồi. Như này này, trông thật là tuyệt vời. Ôi, Mia, tớ có thể ăn giúp cậu được đấy. Ôi, cậu sẽ chờ đấy. Ôi, cậu đang nói cái gì vậy sao? Tớ không hiểu gì cả. Bây giờ tớ sẽ sưởi ấm cho cậu nhé. Tớ chắc chắn cái dầu đốt gan này sẽ giúp tớ với điều này. Sao không, Mia? Khỏe hơn chưa? Ôi, tớ có thể di chuyển lại rồi. Thật là dễ chịu. Cảm ơn Suzy, cậu đã cứu tớ. Ôi không, kem của tớ. Cậu đã ăn nó rồi đúng không? Ôi, hãy coi như đây là một phần thưởng nhỏ cho sự giúp đỡ của tớ nhé. À, vậy thì cậu sẽ phải ăn bóp ngô khó chịu của cậu thôi. Ôi, trời ạ, tớ vẫn phải ăn nó thôi mà. Nhưng mà có lẽ sô-cô-la sẽ làm nó ngon hơn. Ồ, rất là tuyệt đấy. Ôi, còn bây giờ thì không ngon rồi. Trời ạ. Ê, cậu đang nghĩ ra cái gì vậy Suzy? Tớ nhớ ra, cậu có thể nấu một cái gì đó rất ngon từ ngô. Để làm được điều này, tớ cần hạt ngô. Và mọi thứ khác đều có thể vứt bỏ. Nhưng tại sao cậu cần một cái chảo vào bếp? Ôi, cậu vẫn chưa hiểu sao. Tớ muốn làm bỏng ngô. Và đối với điều này, các loại hạt sẽ cần phải hâm nóng lên. Ôi, chúng bay thẳng vào mặt tớ này. Tớ đã không lường trước được điều này. Đấy, xong rồi. Tuyệt quá. Bây giờ, tớ rất là tuyệt vời đấy. Ôi, tớ biết là cậu sẽ đánh giá cao nó. Ở dạng này, ngô còn ngon hơn gấp nhiều. Điều duy nhất còn thiếu là thủ phủ lớp sô-cô-la. Và tớ sẽ sửa nó ngay bây giờ. Ôi, nhìn đẹp chưa này. Đấy, bây giờ món của tớ đã hoàn thành và có thể thử. Không nghi ngờ là nó sẽ rất là ngon. Ôi đúng rồi, tuyệt vời. Tớ muốn ăn thêm. Suzy, hay để tớ nhắc nhở cậu rằng chúng ta là những người bạn rất tốt. Điều đó có nghĩa là tớ nên cho cậu ăn. Được rồi, mắt lấy này. Ê, cậu ném khúc vào mặt tớ. Trời ạ, tớ không thể bắt được cái gì cả. Xin lỗi, tớ không nhìn thấy cái gì cả. Ôi, không ném được vào miệng cậu. Ôi, tớ mệt quá rồi. Thôi, đưa đây. Ê, nó là của tớ mà. Trả đây, trả đây. Ôi, trời ạ, cậu đã làm đổ rồi. Phải bắt nó thôi. Ngon quá, tuyệt thật đấy. Trời ạ, thật là không công bằng. Tớ nghĩ là rất là tuyệt mà. Đồ ăn mới thật là tuyệt vời. Lần này tớ sẽ là người đầu tiên nhá. Wow, Coca-Cola rất là tốt luôn. Chắc chắn rồi, may mắn đã mỉm cười với tớ. Tò mò tớ sẽ nhận được cái gì nhỉ? Trời ạ, súp lơ. Trời ơi, không phải điều này chứ, tớ muốn mua lon Coca. Ôi, kẻ thua cuộc, bình tĩnh đi. Đừng có chế nhạo tớ nữa mẹ à. Ôi, không sao, tớ không cười cậu một chút nào mà. Tớ chỉ vui mừng với thành công của mình và tưởng tượng mình sẽ uống Coca-Cola với sô-cô-la như nào. Không lãng phí thời gian đâu. Ôi, đúng rồi. Tớ rất nóng lòng muốn thử cái này. Thật là tuyệt. Bây giờ đến lúc phải trải nghiệm một cái gì đó mới và thêm sô-cô-la vào đây. Tớ nghĩ như này đồ uống sẽ còn đặc biệt hơn. Tuyệt quá, bây giờ lại đổ rồi. Ôi, nhưng mà nó không đổ ra. Trời ạ, hình như là nó quá đặc cho việc này rồi. Cần phải bóp nó ra thôi. Tớ sẽ vắt ra được. Ê, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trời ạ, tớ là còn không đổ chúng vào miệng chứ. Ôi, bẩn hết cả mặt rồi. Thôi, cậu là một con lợn con. Ê, không sao cả. Ôi, ngon thật đấy. Tớ sẵn sàng liếm tất cả mọi thứ đến giọt cuối cùng luôn.
Wow, có vẻ như thực sự rất đáng giá. Cho tớ ăn thử với. Không, cậu có súp lơ của cậu rồi, ăn đi. Trời ơi, cảm ơn đã nhắc tớ với thất bại của tớ. Tớ sẽ không bao giờ quên điều này cho cậu đâu. Trời ạ, súp lơ mùi hôi quá nhiều và khẩn cấp phải đổ sô-cô-la lên trên để tiêu diệt mùi hôi. Trời ơi, tình huống này ngay cả sô-cô-la cũng không giúp đỡ được. Thật là kinh tởm. Tớ sẽ không bao giờ giới thiệu điều này cho bất cứ ai đâu. Đừng có tạo áp lực cho tớ, cậu sẽ hoàn thành công việc thôi. Nếu cô muốn nhấn mạnh như vậy thì ok, nhưng mà tin tớ đi, chẳng có gì tốt đẹp gì đâu. Mẹ ơi, con sợ đút cái này vào miệng quá. Tốt hơn nên làm điều đó nhanh chóng, có lẽ bằng cách nào đó sẽ không có thời gian để nếm mùi vị khủng khiếp. Trời ạ, vẫn có mùi kinh tởm. Phương pháp của tớ không hoạt động chút nào. Vậy thì vẫn còn rất nhiều. Trời ạ, tớ thậm chí còn rất tiếc cho Suzy. Nhưng mà điều đó không ngăn cản cậu bắt tớ làm những điều tớ không muốn. Đó là quy tắc mà, đừng có ham vãn nữa. Xong rồi, đây là mảnh cuối cùng, cậu hài lòng chưa? Ôi, cái bụng của cậu như hà mã vậy. Ôi không, bây giờ sẽ có một cái gì đó xảy ra đây. Suzy dừng lại đi. Trời ạ, tớ sẽ nghẹt thở mất. Ôi, xin lỗi nhá. Xin chào tất cả mọi người, chúng mình cuối cùng cũng bắt đầu thử thách. Và mình sẽ không gặp ngay mắn ngay lập tức, nhưng mình gặp một gói kẹo cao su. Và mình còn nhiều hơn nữa. Mình có cả một đống nè. Alex, bạn thực sự không may mắn rồi. Nhưng chúng ta có thể là người đầu tiên ăn kẹo cao su của mình. Ít nhất có một cái gì đó tốt đẹp. Mình thích Hubba Bubba, đặc biệt là kẹo cao su bóng bóng. Ê, bạn đang làm gì vậy? Awesome. Come on. Ê, kẹo cao su là của bạn, mình phải đi nhặt rác sao? Nhặt lấy đi. Ê, được rồi, đừng mắng tớ. Tốt hơn hãy xem mình đang thổi bong bóng này. Awesome. Bạn có biết rằng bạn có thể chơi với bóng không? Nhưng mà đối với điều này cần phải có một bậc thầy thực sự. Wow, thực sự rất tuyệt, bạn tuyệt lắm. Nhưng bây giờ đến lượt mình nhai kẹo cao su rồi. Để bắt đầu, mình sẽ loại bỏ giấy kẹo cao su nhé. Mình thậm chí còn biết một kỹ thuật giúp mình rất nhiều. Wow, tuyệt thật đấy. Bây giờ đến lúc ăn thì trúng rồi. Đã kích hoạt môi hút bụi. Wow. Bây giờ hãy xem bong bóng thực sự lớn là gì nhé. Mình sẽ không để cậu ấy thổi bong bóng lớn hơn mình đâu. Kim sẽ giúp mình. Bạn đã làm gì vậy? Trời ơi, thật là kinh khủng. Bạn không chỉ làm vỡ bong bóng của mình mà còn tước đi lông mày của mình nữa chứ. Mình sẽ sống thế nào đây? Dán chúng lại đi. Được rồi, mình chỉ hơi hoảng thôi. Thôi được rồi, Mila, đấy là cậu rồi đấy. Cuối cùng, để loại bỏ giấy gói, mình đã chuẩn bị một chiếc máy đặc biệt. Wow, một cách rất hiệu quả. Bây giờ bạn có thể ăn từng cái một. Bạn đã sẵn sàng xem một quả bóng bóng thực sự bệnh chưa? Vậy thì hãy xem nào. Mila, dừng lại đi. Bạn đang trở nên quá lớn rồi đấy. Ê, làm gì bây giờ? Làm nào để đưa xuống trái đất? Mình có một suy nghĩ. Cần phải làm nổ bong bóng bằng súng cao su. Alex, bắn đi. Từ sau lại mình. Vì nếu không, Mila sẽ bay vào vũ trụ. Nhanh lên nào. Ôi trời ạ, mình phải tự làm thôi. Vita, bạn làm tốt lắm. Mình đã nghĩ rằng mình phải kết bạn với những chú chim rồi. Mình rất vui khi được gặp các bạn. Oh no! Trời ạ, mình chỉ còn một quả lưu. Còn mình thì có tận 10 cái. Trời ạ, không thể nào mà chuyện đấy xảy ra được. Ôi, hãy nhìn cái đống của mình đi. Nhưng hương vị của mình tốt hơn. Như là ăn trước đi. Ok. Hello. Ôi, mình rất yêu lưu. Hãy nhìn xem các hạt bên trong nó hấp dẫn như nào. Đúng là chúng không thuận tiện cho lắm để ăn. Nhưng đối với những món ăn vặt như vậy, mình luôn có nhíp ở bên mình. Thơm ngon, tiện lợi và không cần làm bẩn tay.
sẽ tốt hơn nếu mình đặt các loại ngũ cốc vào đĩa và sau đó ăn tất cả chúng cùng một lúc. Như này sẽ ngon hơn rất nhiều đấy. Ôi, đúng 100 hạt luôn, thật là tuyệt vời. Vì vậy, mình sẽ ăn ngon gấp 100 lần so với trước đây. Mặc dù mình chỉ có một quả lựu, nhưng mình rất vui. Alex, bắt đầu đi. Ok. Trước tiên, cần phải làm cho nó thật ngon. Một quả lựu cắt quá là dễ dàng. Để bỏ vỡ nó mới là chuyện tuyệt vời. Hey! Ôi, thật là kinh dị. Alex bây giờ trông giống như một kẻ điên vậy. Ôi, với những quả ngăn thì không ngon, nhưng một quả lựu thì đơn giản không thể tin được. Alex, bạn bị điên rồi. Tớ không bị điên, tớ chỉ ăn ngon thôi mà. Vita, bạn có thể bắt đầu rồi đấy, để không mất thời gian. Ừ, đúng rồi đấy, đến lúc phải ngẫu nhiên ăn cái đống của mình thôi. Đây, cầm đi. Chỉ ăn lựu thôi thì chán lắm. Nhưng làm ra nước trái cây ngon từ chúng còn vui hơn rất nhiều. Hãy xem, mình có một cái máy ép trái cây đây này. Wow, một chiếc rất là to. Một chiếc máy ép trái cây lớn cộng với cả một đống lựu thì có rất nhiều nước ép lựu thơm ngon. Hãy nhìn nó đi nào. Bạn ấy thực sự là rất là ngon. Sao, được không? Rất là tuyệt. Ôi, bây giờ thậm chí nước trái cây còn trên mặt bạn kia. Ôi, không vấn đề, có thể dễ dàng lau nó đi mà. Ôi, mình có mỗi một lon coca. Còn mình thì có nhiều hơn thế. Hãy nhìn xem bao nhiêu coca của Mila kìa. Ừ, đây này, mình có cả một tháp lon coca. Mặc dù mình cũng sẽ là người đầu tiên, ít nhất mình sẽ đạp gặp may mắn. Coca luôn ngon. Và sau nó luôn tốt là khi ăn. Mình đã có một ý tưởng tuyệt vời. Làm nào để uống hết coca của mình cùng một lúc. Cần mở nó ra và sau đó mình sẽ cần một cái ống rất là đặc biệt mà mình đã chế tạo gần đây. Wow, tuyệt thật đấy. Wow, coca ngon thật đấy. Ôi, có vẻ như ai yêu cầu đi ra này. Wow, bạn ơ mạnh thật đấy. Bạn nghĩ gì? Mình là một con trai mà. Còn mình thì yêu Pepsi và chỉ còn một lọ. Thật là tuyệt vời. Tại sao bây giờ mọi thứ sẽ trời ạ? Vậy thì sao? Bây giờ mình sẽ mở nó. Hãy xem tớ có thể uống hết coca cùng một lúc không. Cố lên Mila, chúng tớ tin vào cậu. Ê, nhưng mà đừng ném rác vào chúng mình chứ. Ừ, đây là những cái lon. Thật đau khi có một cái lon đập vào mặt. Mình xin lỗi, mình không thể dừng lại được. Mila, cậu sao vậy? Ôi, tất cả đều là khí. Trời ơi, cứu. Đây là một trường hợp khẩn cấp, Mila. Ôi trời ạ. Wow, bây giờ không muốn coca nữa nhá. Mình cũng không muốn nữa. Nó không vừa với mình nữa đâu. Wow, có vẻ như chúng ta đang chờ đợi một thử thách cùng với những chiếc bánh. Mình sẽ là người bắt đầu. Mình rất muốn biết món ngon bổ sung cho chiếc bánh của mình là gì. Wow, chiếc bánh này cứ quay mãi mãi. Nhưng không sao, không ai làm phiền mình để ngăn cản nó. Thành thật mà nói, mình sẽ nhắm mắt lại. Gì? Wasabi? Oh, no. Nhưng mình đã mơ ước rất nhiều rằng mình sẽ có được một cái gì đó ngon. Mia đến lừa bạn quay xe rồi đấy. Mình hy vọng mình sẽ gặp may mắn. Ôi, đúng rồi. Nhưng nếu mũi tên ở giữa thì mình sẽ không nhận được gì sao?
Mình đã sai rồi, mình sẽ nhận được mọi thứ. Và phần tuyệt vời nhất, mình có thể trang trí bánh và làm nó ngon hơn nữa. Ôi, mình thích Nutella. Nhưng làm nào để trải đều nó lên trên mặt bánh nhỉ? Đúng rồi, nghĩ ra rồi. Bạn ấy nghĩ gì vậy? Cần giúp đỡ với vật tư xây dựng. Cái thìa này sẽ giúp mình nhé. Ôi, trông ngon miệng quá. Mình ước mình có thể thử bánh này. Và vẫn còn chưa hết đâu. Bây giờ cần phải dùng cây này lan lên và phết đều sô-cô-la. Bây giờ mình sẽ làm một cái này rất đẹp luôn. Và bây giờ chúng ta có thể chuyển sang sô-cô-la. Cần phải loại bỏ giấy gói kẹo trước đã. Và sau đó bắt đầu thôi. Ồ, đẹp thật đấy. Điều quan trọng nhất là không mắc lỗi với các kích thước. Vì vậy điều quan trọng là phải đo mọi thứ bằng thước dây trước tiên nhé. Mọi thứ đều vừa vặn với kích thước rồi. Giờ thì có thể làm viền thanh kẹo cho chiếc bánh này rồi. Kit, bạn đang chờ gì vậy? Bạn có một đống wasabi kìa. Ôi không, chúng mùi đã cay rồi. Nhưng mình sẽ chứng minh rằng mình dũng cảm. Mình không sợ một ít wasabi đâu. Bây giờ chỉ cần quệt wasabi lên trên bánh thôi. Để làm điều này mình sẽ dùng cái thìa. Mình không nghĩ Mia sẽ phiền đâu. Ồ, vẫn còn sót lại một chút ít Nutella này. Sẵn sàng. Mình nghĩ không nên rửa thìa làm gì. Tốt hơn hết hãy ném nó lại cho Mia để bạn ấy có thể thêm gia vị vào cho chiếc bánh vô cùng thơm ngon của mình. Tại sao sô-cô-la lại có màu xanh? Giống như wasabi hơn đấy. Kate, bạn không thấy xấu hổ sao? Ê, sao bạn dám? Nếu bạn đập vào mắt mình thì sao? Thôi, dừng đi. Đến giờ ăn rồi. Có vẻ như Kate hoàn toàn bị điên rồi. Chúc mình may mắn đi. Ôi, sao giờ ngon không? Đã đến lúc mình ăn bánh rồi. Có điều gì đang nói với mình rằng cái này sẽ rất tuyệt vời. Ồ, mình nói đúng rồi. Mình chưa bao giờ thưởng thức một chiếc bánh nào ngon như vậy. Mình không thể dừng lại được. Ôi, đây là một quả bom sô-cô-la thực sự. Quả bom sô-cô-la. Nhưng mình thì không phải bánh mà là một nửa thực sự đấy. Thôi được rồi, bắt đầu thôi. Ôi không, mình đã nói đúng. Bây giờ mình sẽ cháy mồm mất. Kiêu. Ôi, cần thêm. Ê, biến đi. Với việc cậu lấy đồ của người khác, một chiếc bánh phê trừng phạt đang chờ đợi bạn đây. Không, không, nó sẽ không tồi tệ hơn đâu. Ôi không, mình ghét chúng. Đáng đời, bạn sẽ biết làm nào để ăn cắp đồ của người khác. Mình không nghĩ bạn cần phải cho trứng vào bánh đâu. Mình sẽ đồng ý nếu những quả bóng đó chỉ kết thúc trên đầu bạn thôi. Ôi, thật là tốt hết rồi, kinh quá. Ôi, sẽ ngon đấy. Ê, sao bạn ngủ vậy, dậy đi. Ừ, đúng rồi. Yeah, mình có kẹo. Còn cái gì mình sẽ được đấy? Thức ăn cho chó. Nhưng mình không phải là con chó mà. Nhưng bạn vẫn phải ăn nó thôi. Và ở đây đang chờ đợi mình. Đang chờ cả một thùng đồ ăn ngon lành. Hey, what? Awesome. Chưa ai từng thử thức ăn cho chó cả. Có lẽ nó thực sự rất ngon. Chỉ có điều mình không thể mở nó ra được. À, từ trước đến nay có một cái giải đặc biệt ở đây mà. Ồ, mùi của thức ăn này làm mình phát ngán mất. Còn mình thì rất thích kẹo. Nó chua quá và rất là ngon. Ôi, thêm một trên chiếc bánh ngọt. Đây mới là tuyệt vời. Ôi, tuyệt quá. Đẹp chưa này?
Đấy, thử nhá. Ôi, đẹp quá. Vị chua đã được cảm nhận. Ôi, mình rất thích. Kate, đừng nhìn nữa. Ăn đi. Nhưng nếu mình đổ ra khỏi gói, mình sẽ được quá nhiều. Mình nghĩ một nắm tay là đủ rồi. Ừ, đủ rồi. Không không, đổ hết ra. Nhưng tại sao bạn tức giận vậy? Bạn hài lòng chưa? Bây giờ mình sẽ không có cái bánh mà là một cái bắt đựng thức ăn. Mình hy vọng mình sẽ không bị nôn ra khi ăn thứ này. Ôi kinh quá. Ôi trời ơi, tại sao chó lại thích vậy? Hello em bé yêu. Ôi, hãy xem có bao nhiêu thức ăn này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con chó đến từ đâu vậy? Mình không thể chịu được chúng. Mình bị dị ứng. Biến ra ngoài. Ê, bạn ác thật đấy. Thôi được rồi, nếu chó có thể ăn, mình cũng có thể ăn được. Ôi không, mình không thể. Ôi thôi. Ôi, cũng rất là chua. Không có bánh chua quá. Ôi, bạn nên nhìn thấy khuôn mặt của bạn. Rất tiếc điện thoại của mình ở xa, không thì mình đã chụp lại rồi. Chính xác, trong khi bạn đang đông cứng, mình có thể cho chó yêu ăn này. Em yêu, ăn ngon nhá. Ô, con chó lại ở đây rồi. Kit, bạn lại vi phạm quy tắc rồi. Bánh xe trừng phạt. Ôi, có lẽ chúng ta không nên. Nên chứ. Thôi được rồi, vẫn phải ăn thôi. Ôi không, nó sẽ làm hỏng lớp trang điểm của mình. Nhưng sẽ rất vui đây. Ôi không, mình cần đi tắm ngay bây giờ. Còn mình nghĩ rất hợp với bạn đấy. Thật là kinh tởm. Hãy bắt đầu đơn giản nhé. Làm cho mình khoai tây chiên đi. Ôi, quá là dễ. Ôi, bà sẽ làm được. Ôi, mình cũng sẽ học được cách nấu ăn. Trong khi mọi người gọt khoai tây, mình muốn làm nóng dầu, nhân tiện không bao giờ là quá nhiều. Nào, dầu gần như sôi hết rồi. Đến lúc phải đổ những lát khoai tây chiên vào thôi. Không, dừng lại. Ui, nó bắn quá, nóng quá, kêu kêu kêu. Ôi, cháu đang làm gì vậy? Bà suy tìm bị bỏng đây này. Ôi, dầu phải đổ hết sức cẩn thận. Sau đó, khoai tây chiên sẽ chiên đều. Ôi, không có gì khó khăn đâu. Khoai tây đã sẵn sàng. Bây giờ chỉ cần thêm một ít nước sốt thôi. Khoai tây chiên? Mình nghĩ đó là khoai tây bình thường mà. Đây, của mình mới là khoai tây thực sự. Nhưng đó chưa phải tất cả. Bây giờ mình sẽ làm món ngon từ khoai tây bình thường. Mình sẽ làm một món thực sự ngon. Mình cần thịt hun khói, nước sốt và tất nhiên là hương thảo thật là thơm. Thơm quá, thơm quá. Chính xác, mình vẫn chưa mất tất cả mà. Tại sao không sử dụng kẹo dẻo khoai tây chứ? Nói rằng nếu nhúng nó vào siro dâu tây, nó sẽ còn ngon hơn. Wow, mình sẽ bắt đầu từ món ngon khoai tây ở giữa nhé. Bà ơi, cái này hay ngon quá. Ôi, eo ơi, mình không thích những cái cơ hương thảo này. Xin lỗi nha đầu bếp, nhưng mà mình không thích nó. Nhưng mà mình rất đánh giá cao ý tưởng khoai tây kẹo dẻo. Anh ơi, ngon lắm. Bây giờ mình không biết chọn ai là người chiến thắng. Chắc là bà ngoại thôi. Ôi, hoàn hồ. Lần này nhiệm vụ khó khăn hơn một chút. Các bạn sẽ cần phải làm sushi nhá. Sẽ được thực hiện. Công thức tốt nhất. Sushi. Vâng, là không biết là sushi là gì. Ôi, bây giờ bà sẽ làm món sushi chưa bao giờ mơ tới. Sushi thông thường nhàm chán.
Còn điều nữa, sushi từ loại đồ ngọt khác nhau thì lại rất là tuyệt vời. Ôi, thay vì kem chua sẽ có kem đánh bông ở bên trong. Và tất nhiên là mắt kẹo dẻo và cả kẹo dẻo có bông nữa. Đẹp thật đấy. Và tất nhiên không thể nào mà quên được syrup sô-cô-la. Ôi, ý tưởng hay đây. Món sushi của mình cũng sẵn sàng sớm thôi. Điều chính là phải làm theo đầu bếp cẩn thận. Đến bây giờ vẫn chưa có gì phức tạp. Không có gì phức tạp. Bây giờ chúng ta sẽ xem ai sẽ có món sushi kinh tởm nhé. Ôi, thêm nước sốt bà cũng nói làm được. Cái này rất là đơn giản. Ôi, cái này là gọi là cái gì? Bơ. Ôi, điều chính là phải quay mọi thứ lên thật tốt. Ôi. Đấy, sushi hoàn hảo đã sẵn sàng. Ôi, thật là kinh khủng. Ôi, bà không hiểu cái sushi của cháu là cái gì. Đến lúc phải cho thêm cá hồi lên trên rồi. Ôi, tuyệt lắm. Và cắt những cái khúc như thế này. Và không được quên cả nước sốt nữa. À, cả hàng chứ gì. Thôi được rồi, sẽ được làm thôi. Sẵn sàng rồi. Mong là sẽ ngon. Oh wow. Ôi, chồng của mình không ngon lắm. Nhưng mà mình nghĩ ra có một ý tưởng tuyệt vời hơn rồi. Tại sao lại không làm sushi từ dưa chuột chứ? Như này vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe. Và rất là kinh. Tại sao? Dưa chuột rất là hoàn hảo cho món sushi. Chỉ cần bỏ thêm cơm vào thôi. Ôi, trông không ngon làm sao. Cái gì nữa? Chưa xong đâu. Đấy, hãy nhìn xem đẹp làm sao. À, cái này là cái gì đây? Trời ạ, tôi chưa bao giờ thấy thứ như thế này. Mình không muốn thử đâu, ghê quá. Ồ, sushi ngọt thì mình rất là muốn thử đây. Ồ, món này ngon thật đấy. Nhưng mà không no được. Chỉ còn lại người cuối cùng thôi. Ồ, đây là sushi thực sự đây rồi. Đầu bếp, tôi đã thắng lần này nhá. Cảm ơn nhá, nhưng đó là rõ ràng rồi mà. Mình hy vọng mọi người có thể làm một chiếc bánh waffle. Ồ, tớ phải nghe bắt đầu với bột. Nhưng mà mình sẽ không có vấn đề gì về nó đâu. Đến lúc phải thêm bột mì vào rồi. Ôi, cần phải ngoài nó lên một chút. Tuyệt lắm. Và bây giờ sẽ thêm bột này nữa nhá. Ôi, hình như bị rơi vào mũi rồi. Ôi, thế là hết rồi đấy. Không sao, thêm vào là được. Bột này mình cho nhiều quá. Nhưng mà chắc là như vậy là đủ. Bây giờ chỉ cần ngoài nó lên thật là kỹ thôi. Bây giờ bột này của tớ đã xong rồi. Cần phải cho vào trong như thế này. Đây là bánh waffle ngon nhất thế giới mà em gái mình đã ăn. Ôi, đúng rồi, bột này ngon quá. Và sẽ không có vỏ trứng ở trong đó đâu. Mong là nó sẽ ngon. Mọi người đều cho đường sao? Nhưng mà đường rất là có hại. Vì vậy sẽ thêm bầu vào nhá. Và không, mình sẽ làm bột từ nó luôn cơ. Ôi, chỉ cần nạo nó ra như thế này này. Sẵn sàng rồi đấy. Và bây giờ cho thêm trứng vào. Và tất nhiên là bột nữa. Bây giờ thì cần phải trộn hết tất cả mọi thứ lên. Và cho thêm cả ít hành rồi nữa nhá. Ôi, trông thật là ghê tởm. Nhưng mà loại bột như này hữu ích cho cơ thể hơn so với của các bạn. Bây giờ thì có thể đổ vào khuôn bánh quế rồi.
Ôi, và đừng quên giữ thời gian để nó không bị cháy nhớ. Ừ, thì như bạn nói đúng rồi đấy. Ôi trời ạ, mình quên mất không để ấy. Trời ạ, ôi, nóng quá. Nhưng không sao, tớ sẽ che giấu vỏ ngoài không dễ chịu của nó với kem tươi, quả mọng và siro sô-cô-la. Đây, trông tuyệt vời lắm. Còn bà thì theo truyền thống sẽ đổ siro lên. Ôi, thêm một miếng bơ cũng sẽ không bao giờ là thừa đâu. Ôi, nhìn ngon quá. Còn mình sẽ trang trí những cái bánh waffle của mình với những thứ tốt cho sức khỏe, rau. Ôi, mình muốn thử lắm rồi. Mình sẽ thử với cái này nhớ. Eo ơi, cái bánh quế này nó quá chín rồi. Mình không ăn nó đâu. Ồ, còn cái này là cái gì? Eo ơi, trời ạ. Cái này như vị vương cỏ vậy, kinh quá. Còn cái này thì chắc chắn sẽ là ngon đây. Ôi, bà ơi, trời ạ. Đây là những gì con muốn. Bà thắng vòng này nhá. Còn hồ, không có gì ngạc nhiên khi mình cố gắng rất nhiều. Cuối cùng, mình muốn uống một cốc cà phê thật là ngon. Ok, sẽ được thực hiện. Ok, được thôi. Ôi, mình có ý nghĩ tưởng thật là tuyệt vời. Cà phê nóng quá chán. Ngay cả cà phê lạnh, tức là Frappuccino, đang mốt đây này. Mình sẽ ném thêm đá vào trong cái lọ đó. Sau đó, thêm siro sô-cô-la thật là ngon. Và tất nhiên, không được quên cả cà phê nữa nhá. Ôi, nó là đến từ Starbucks đấy nhá. Và một ly cốc tai với sô-cô-la Twix chắc chắn sẽ không thừa đâu. Tớ sẽ đánh nó lên một chút và sử dụng nó thay vì sữa. Còn bà thì sẽ làm cà phê cổ điển hơn một chút. Ôi, đây cà phê hòa tan. Bà biết là cháu gái bà rất thích loại này. Đấy, cuối cùng cũng xong rồi. Bây giờ mình sẽ thêm này vào. Và ở trên mình sẽ cho kem đánh bông và một ít kẹo sô-cô-la. Còn lại cái cuối cùng này, bánh quy Oreo và thanh kẹo. Và tất nhiên là ống hút nữa. Ôi, thật là không chuyên nghiệp. Thôi được rồi, đến lượt mình pha cà phê. Với cả cái này, mình sẽ đo xem là bao nhiêu hạt. Đây là những gì mình cần. Bây giờ, nhờ cái máy xay cầm tay này, mình sẽ xay cái này ra. Hãy nhìn vào học hỏi đi. Và bây giờ, mình sẽ đổ đầy cà phê bằng nước sôi. Ôi, trời ạ, cà phê được làm như này thật sao? Được rồi, bây giờ mình sẽ đổ cà phê vào cốc. Còn sữa, mình cũng sẽ đánh bằng tay. Ôi, đừng quên các quy tắc. Đấy, xem nó đẹp làm sao. Ôi, mình sẽ bắt đầu từ cái này trước nhá. Bà ơi, cháu luôn biết cái cà phê này. Ôi, mình không thích nó chút nào. Ôi, nhìn cái này trông đẹp hơn rồi đấy. Ngon, nhưng mà hơi đắng. Còn lại một ứng cử viên cuối cùng. Ồ, wow, cái này thực sự là tuyệt vời. Anh ơi, anh thắng vòng này rồi nhá. Yeah, cuối cùng cũng thắng rồi.